tất cả chúng mình, rất vui được gặp lại chúng mình trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn còn nhớ cô Hồng chứ? Còn nhớ cô Hồng thì các bạn còn nhớ ai nữa đây? Ai nhỉ? Vâng, chính là bạn Miu bé nhỏ. Hôm nay Miu bé nhỏ gặp một tình huống vô cùng là ngại ngùng, mà cũng tiếc rằng chúng mình đã từng trải qua. Đó là tè dầm. Vậy thì tè dầm thì sẽ xử lý như thế nào đây? Và chúng mình nên làm thế nào để cho mọi người ai cũng cảm thấy thoải mái và mình không cảm thấy xấu hổ nhỉ? Thì cô Hồng mời chúng mình cùng đến với nội dung câu chuyện nhé. Xin mời. Câu chuyện Miu bé nhỏ đừng tè bậy nhé. Bể chứa của con căng phồng rồi, Miu bé nhỏ ơi. Con hãy đi tháo bể chứa đi. Đừng tè bậy ra quần nhé. Đừng tè bậy ra sàn. Đừng tè bậy ra đồ chơi. Và đừng tè bậy ra vỉa hè hay nơi công cộng. Còn nhớ đi tè đúng nơi quy định. Còn có thể đi. Tè vào bỉm nè. Tè vào bô nữa nè. Hay con tè vào bồn cầu. Con đừng bao giờ tè bậy, ngay cả khi con buồn tháo bể chứa quá nhé. Con là em bé lịch sự mà, Miu bé nhỏ. Và em bé lịch sự sẽ không bao giờ tè bậy đâu. Mình chỉ tè đúng nơi quy định thôi. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn bạn Miu bé nhỏ đã chỉ cho chúng ta biết như thế nào là một em bé lịch sự. Em bé lịch sự thì tè đi tè vào đâu nhở? Vào bô này, vào nhà vệ sinh này, ở những nơi quy định và không tè ra quần, không tè ra sàn hay là ở nơi công cộng nhé. Cảm ơn bạn Miu. Và bây giờ cô Hồng mời chúng mình cùng lắng nghe lại câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và xin chào.